thật ra cái thời gian mà kết hôn thì em không có đặt nặng cái vấn đề tại vì em sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn đó, tại vì đang thiếu một chú rể bên cạnh thôi. Em thì đã có nhà riêng và là cũng đã riêng đã cũng 7 năm rồi. Nhà riêng rồi? Dạ đúng rồi. Ở riêng 7 năm luôn? Dạ đúng rồi. Thì ban ngày thì em về bên nhà mẹ để em làm việc, em sắp xếp tất cả công việc. Buổi tối thì em về bên nhà em ngủ. Nhà riêng ở đâu? Dạ nhà riêng ở quận Gò Vấp. Gò Vấp hả? Gò Vấp và đất vàng đó. Có nhà riêng được rồi, có đất trồng vườn không? Dạ căn biệt thự của mẹ em với 1.000 m². Trời ơi trời. Con có biết làm việc nhà không? Dạ cái việc đó rất là, con làm rất là nhuần nhuyễn luôn rồi con. Từ nhỏ là con đã làm việc nhà rồi ạ. Cô có một mình Đạt thôi. Dạ. Con có chịu làm dâu không? Dạ. Tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Năm nay 28 tuổi và hiện tại là nhân viên ngân hàng. Hiện tại em đang sống ở quận 10 và làm việc ở quận 5. Đến đây thì em muốn tìm một nửa của mình. Hy vọng là khi mà ra về em có thể tìm được một nửa đó của mình. Cảm ơn em. Wow, tìm một nửa của mình mà muốn người đó là của mình luôn. Hai đứa về luôn. Mời nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên kia. Chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ha. Em tên là Quỳnh Minh Đạt, năm nay em 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 12. Đạt làm gì? Dạ làm về kinh doanh trái cây tươi nhập khẩu. Tức là mình bán trái cây đó hả? Dạ đúng rồi. Nhập khẩu không hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Cái đó là của mình luôn hay sao em, hay là em làm cho người ta? Dạ cái đó là ngành hàng của nhà mình luôn hả chị? Nhà mình luôn. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ và biết nấu ăn. Khuyết điểm thì không có nhiều lắm, chỉ là hát không được hay lắm và nhảy không được đẹp. Hát không hay, nhảy không đẹp. Không sao, mấy cái đó là phải chuyên môn của mình đâu. Mấy cái đó không phải khuyết điểm, cái đó là chuyện bình thường. Dạ. Vậy thôi hả? Vậy thôi, có đơn gì giản nữa hả? Mọi thứ khá là đơn giản. Còn nhà trai? Thôi giờ ưu điểm trước đi anh ha. Rồi. Ngoài nấu ăn thì công việc nhà em đều làm được hết. Giỏi. Là một sinh viên có tốt nghiệp đại học. Có nghe không? Có tốt nghiệp đại học. Đó là ưu điểm đó, đúng rồi. Có ở dơ đồ không? Dạ không, em... Tao đâu ở dơ, tao làm quản lý bán siêu thị mà ở dơ đâu ra mà hai. Tao hỏi khuyết điểm đó, thì không có ở dơ là không có khuyết điểm. Là không những không dơ mà ở rất là sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp luôn. Rồi còn có cái tật xấu gì không? Em có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Khi ở một mình thôi. Khi ở một mình, còn hai mình là không hút đúng không? Có người là em hút không hút. Được, có người là không hút. Hy vọng hôm nay về có người khỏi hút luôn. Vậy mình có mấy người, mấy mối tình rồi Đạt? Dạ thật sự là có 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Khá ha. Dạ. Mối lâu nhất là bao lâu? Dạ 1.5 năm. 1.5 năm. Dạ. Ít nhất là nhiêu? Chắc tầm khoảng 6 tháng. 6 tháng hả? Dạ. 3 mối đó, mối nào đậm đà nhất? Mối đậm đà nhất là chắc có nghĩa là chắc mối thứ 3 luôn á. Mối thứ 3 luôn, 3 năm á hả? Dạ, 1.5 năm. Nhưng mà đậm đà, 1.5 năm, đậm đà quá sao chia tay? Khi mà trình bày có quan điểm với lại những cái mà phù hợp trong cuộc sống như cũng như là trong việc khi mà kết hôn thì lại không thể đưa ra một cái ý kiến chung với nhau á. Chỉ có những lúc mình nói tới kết hôn thì không có hợp thôi đúng không? Dạ đúng, có nghĩa là khi đến giai đoạn đó. Giai đoạn đó, chút xíu mình nói vụ này trước với bên kia nha. Hợp làm tới luôn. Rồi nhà gái thì sao, tình duyên sao? Đến hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình nào chính thức. Còn nói về gọi là trên tình bạn với tình yêu ấy, thì cũng có vài mối, nhưng mà đó là kiểu như say nắng thời học sinh hoặc là sinh viên thôi, chứ còn gọi là hai người yêu nhau và tiến tới tìm hiểu nhau thì chưa có. Trời ơi, người thì không có khuyết điểm luôn, tính tình thì dễ thương nhưng mà chưa tìm được người phù hợp hả? Vậy bây giờ em nói luôn đi về cái mong muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Mong muốn của em cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần chiều cao bằng hoặc là hơn em. Ngoài ra thì về độ tuổi thì sẽ lớn hơn em là bạn nam đã đáp ứng được rồi. Và tiếp theo đó là gọn gàng và ngăn nắp, em không thích những người ở bờ bộn. Bên đây quá gọn. Dạ. Và nếu mà được thì biết nấu ăn đó. Có nấu ăn luôn, trời ơi, nãy tao nói từ đầu luôn mà. Dạ đúng rồi, em thấy bạn nam rất là kiểu đúng chuẩn gu của em. Đúng gu luôn nè. Bây giờ em yêu cầu gì em nói theo giống bên kia, chứ nãy bên kia nói là giống hết vào đây rồi đó. Một bạn nữ cao tầm 1m60 trở lên là được rồi. Rồi có thể quản lý được, quản xuyến được gia đình, có thể làm được việc tôn trọng người cha mẹ, các bậc tiền bối. Rồi có thể ứng xử được với lại những người
như gì hoặc là những đứa trẻ em hoặc là gì đó. Ừ. Có thể ứng xử được với tất cả mọi người. Giao tiếp ứng xử tốt đó ha. Dạ. Mời qua. Cao. Để tôi qua đây. Có cao. Bên đây cũng cao xinh lắm. Có xinh luôn. Nụ cười rất là tươi. Bạn này giao tiếp rất là tốt luôn. Không? Rồi. Dạ. Mình có ghét cái gì đàn ông không thích nữa không? Dạ có một cái điểm mà lúc nãy bạn Nam có nói mà em không thích, đó là hút thuốc. Bởi vì hút thuốc thì nó rất là có hại cho sức khỏe, không chỉ cho cái người đó mà chính những cái người xung quanh nữa. Đúng rồi. Cho nên là nếu mà được em hy vọng là bạn Nam có thể bỏ hút thuốc luôn. Bạn nói một câu rất hay, tức là bạn không hút thuốc ở chỗ nào có người. Nhưng mà bỏ được luôn thì tốt. Đúng, dạ, nếu mà bỏ được thì tốt ạ. Yên tâm, nếu vậy là bỏ được, còn cái người mà hút ghiền rồi đó, nó khác. Ha. Dạ. Vậy em muốn bỏ lúc nào cũng ở kế bên. Kè kè 24/24 cho chị là bỏ hả? Được không? Ừ, được. Bây giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể nghĩ tới chuyện kết hôn á? Thật ra cái thời gian mà kết hôn thì em không có đặt nặng cái vấn đề. Ừ. Tại vì em luôn sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn đó. Tại vì đang thiếu một chú rể bên cạnh thôi. Quá đã. Nói nghe nè, bên đó chuẩn bị sẵn sàng lấy vợ chưa? Dạ rồi. Lấy vợ giùm ở đâu? Có nhà riêng gì không? Dạ, em thì đã có nhà riêng và đã cũng đã ở riêng đã cũng 7 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Dạ đúng rồi. Ở riêng 7 năm luôn? Dạ đúng rồi. Thì ban ngày thì em về bên nhà mẹ để em làm việc, em sắp xếp tất cả công việc. Buổi tối thì em về bên nhà em ngủ. Nhà riêng ở đâu? Dạ, nhà riêng ở quận Gò Vấp. Gò Vấp hả? Gò Vấp giờ đất vàng đó. Có nhà riêng được rồi. Có đất trồng vườn không? Dạ, căn biệt thự của mẹ em tới 1.000 m². Căn biệt thự của mẹ em tới 1.000 m². Trời ơi trời. Tôi còn không có nữa đó. Mình hỏi bạn gái nè, đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến với em trai của mình. Em ruột á hả? Dạ vâng. Thấy em ruột thấy cao cỡ nào rồi ha? Dạ, con xin chào chú Huyền Linh ạ. Con chào MC Ngọc Lan ạ. Mình thấy nhà trai. Thấy nhà trai sao? Em thấy anh trai ở đây là cao to, là không rất tốt. Ngon, nhưng mà ngon. Có cái khuyết điểm là như đàn ông bây giờ hiện đại là không có hút thuốc á, cho nên là em xin anh là bỏ muốn được hút này. Dạ, câu hỏi của cái ok. Ok đúng không? Dạ. Ha ha, bỏ ha, bỏ. Nhà tôi có trái cây tôi ăn không, tôi không cần hút thuốc gì luôn. Rồi nhẹ, mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em luôn. Mẹ em. Xin kính chào Quỳnh Minh và các giả đại Ngọc Lan. Xin chào các tất cả các quý vị trong trường quay. Mình xin hỏi con một câu. Con có biết làm việc nhà không? Dạ, cái việc đó rất là... Con làm rất là nhuần nhuyễn luôn rồi cô. Từ nhỏ là con đã làm việc nhà rồi ạ. Cô có một mình Đạt thôi. Dạ. Con có chịu làm dâu không? Dạ, việc đó con cũng rất là sẵn sàng. Amazing, good job em. Thông minh, dứt khoát, giao tiếp tốt. Vậy đủ rồi. Đủ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chị kêu tóc cho, chờ xin nha. Bắt đầu đi Đạt. Rồi, tiến tới. Đi lại. Tiến lại luôn Đạt. Anh có quà để tặng em ha. Dạ, em cũng có một món quà tặng anh. Rồi. Mở 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 quà ra coi cái gì. Một chai nước hoa đến từ Hoa Kỳ. Ý nghĩa quá. Được không? Dễ rất là thơm. Trời, thơm tới tấp rồi. Dạ, đây là cái quyển sách có cái tiêu đề là Tôi không thích ồn ào. Và nó phù hợp với tính cách của em. Và em nghĩ là anh cũng phù hợp với cái quyển sách này. Anh cao 1m bao nhiêu? 77 em. Ồ, không sao, 77 là hơn em rồi. Em chỉ có 1m7 thôi. Đối với anh thì anh nghĩ tình yêu như thế nào trong cuộc sống hiện đại bây giờ? Tình yêu là sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu. Và quan trọng nhất trong tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ vâng, thì đó cũng là cái ý nghĩa mà em cũng đang hướng đến. Đó là sự tôn trọng giữa hai bên. Và quan điểm về con cái thì đối với em thì con cái sẽ không có quan trọng là nam hay nữ nữa, bởi vì trong xã hội hiện đại mà. Nhưng mà nếu mà con cái thì mình nên có nước hai trẻ thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì về tài chính của sau hôn nhân ấy, nhưng mà riêng quan điểm của em về cái vấn đề này là tiền của ai người đó giữ sẽ không bị ảnh hưởng, hoặc là sẽ không có bị trách móc nha. Những cái vấn đề mà hiểu là mà tiền bạc thì nó không có nên trong cuộc sống. Bây giờ anh nói vậy ha, về vấn đề
Tài chánh thì trong gia đình anh có thể lo được. Tiền của em làm, em cứ giữ đó và em có thể lo cho gia đình em, ba mẹ đi. Nhưng mà có thể một ràng buộc một vài trách nhiệm cho em là em có thể, ví dụ như 3 tháng, 4 tháng em phải mua những cái đồ dùng trong gia đình, xà bông hay cái gì đó, để có một sự trách nhiệm đối với gia đình như vậy thôi. Dạ, thì cái việc sống chung và sống riêng em không có muốn gọi là tách bạch ra, nhưng mà ý là cái ngôi nhà mà mình sẽ sống ấy, sau khi kết hôn thì cái ngôi nhà đó nó không phải còn là của mỗi gia đình anh nữa, mà nó cũng có thêm em vào trong đó, đúng không? Đúng. Thì em cũng là cái người có trách nhiệm đối với cái ngôi nhà đó của mình, thì mình cũng có thể là mua sắm các đồ dùng trong gia đình, tại vì đó là cái nơi mình sinh sống mà, chứ không phải là đặt nặng là vấn đề tài chính là của anh hay là tài chính của em, mà là cái ngôi nhà của chung chung thì chúng ta phải công bằng lẫn nhau, đúng không? Em là em thích sự công bằng và thẳng thắn lẫn nhau, đúng không? Dạ đúng rồi, em thể hiện cái sự tôn trọng giữa hai bên. Thật ra mỗi bạn quan điểm đều đúng hết, cách nói nó hơi khô thôi. Anh nghĩ là không sao đâu, vấn đề đó các bạn sẽ cân đối được. Và sao có mẹ ở đây mà, tôi không ý kiến trong chuyện này, tại vì còn nếu tiền bạc mà có gì lấn cấn để tôi giải quyết cho. Bây giờ anh muốn các bạn đến với nhau, nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau để xem cảm xúc nó như thế nào. Nào, nắm tay bạn gái. Dìu bạn gái đứng lên nào. Dìu bạn gái đứng lên, đó. Đó. Thì nãy giờ những gì em nói thì anh cũng thấy em là một trong những người anh nên tìm. Thì nếu mà được thì em cho anh cơ hội để tìm hiểu em và để đi xa hơn. Dạ. Trong cuộc đời sống này. Dạ vâng. Vẫn nắm tay, hát cho nhau nghe một đoạn bài hát nào đó. Cùng xe Marika hành chí bí xò A ba cơm, ô ma cơm, e kì cơm A ba cơm mùn tung tung hê Ô ma cơm mùn na xinh hê E kì cơm mùn na mô cú yáu hoa Ư sư cha đàn ta. Hát tiếng Hàn, mình đáp tiếng Hàn đi. Saranghae, saranghae. Saranghae là gì? Hiểu không? Opa, saranghae. Chúng ta có thể nói vui, có thể đùa với nhau. Nhưng đã đến lúc các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại, kiểm tra xem con tim mình có thực sự rung động hay chưa. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau đi. Nắm cái chân tay vào với nhau. Đó, đúng rồi. Nắm chặt tay nhau. Đừng buông tay ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi, chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn. Em gái đi với ai? Dạ, con đi với mẹ với em gái và em họ của con. À, xin chào cả nhà. Bên con tôi thì cũng hiền, cũng ngoan, cũng thương gia đình lắm. Tôi nấu cơm thì được, nấu đồ sẽ xài được, nhưng nấu đồ ngon thì không bao giờ được. Và làm dâu thì cũng lại căng không được. Bên em trai này đánh cũng nghiêm trang, đã làm ăn. Nhưng mà không hút thuốc, không uống rượu, đánh bài bạc. Là những đó là tôi đã đồng ý rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên Nhân, đầy đủ là Trần Chí Nhân. Năm nay em 35 tuổi, quê quán thì ở Kiên Giang. Nhưng mà hiện giờ em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Tháp. Chí Nhân làm gì Đồng Tháp? Em là nhân viên kinh doanh, đó là các cái máy nước nóng năng lượng mặt trời, rồi bồn nước, rồi máy lọc nước của rồi. Công ty Toàn Mỹ. Rồi, mời em giới thiệu gái. Về mình đi. Con chào cô Hồng Dân, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Và em chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Ngọc Trâm, em 30 tuổi. Công việc của em là giáo viên dạy lý ở một trung tâm gia sư tại Cần Thơ. Quê ở Cần Thơ. Quê con ở Vĩnh Long. Quê ở Vĩnh Long. Sẽ gần không? Gần lên. Đồng Tháp qua Vĩnh Long sát có mấy bước qua giáp ranh rồi. Người ta đang làm việc ở Cần Thơ. Cần Thơ thì đi từ Đồng Tháp xuống Cần Thơ cũng không xa mấy. Không sao chị, em mới đi Cần Thơ về hồi chiều hôm qua. Ơi, mình nói về một chút ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Em thì được cái là nhiệt tình trong công việc và sống rất là chân thành với mọi người. Những cái việc gia đình thì em làm rất là ok. Có tật xấu gì không em? Trong một cái mối quan hệ bạn bè hoặc là một cái công việc hay là cái gì đó mà cái người nào đó mà họ trật với mình rồi đó là em sẽ làm sai đó, là nhớ hoài luôn đó. Có nghĩa là mình sẽ kết thúc công việc đó, đó gọi là chấm dứt cái mối quan hệ đó. Nhưng mà nhớ hoài luôn đúng không? Đó gọi là thù dai đó. Thì nó cũng là cái ưu điểm của em là em nhớ rất là tốt. Ví dụ như bà vợ hay là những cái kiến thức gì đó là em nhớ rất là tốt. Rồi. Em thế mạnh là cái gì mà điểm yếu là cái gì? Tính con hiền. Còn điểm yếu là con ăn chậm lắm. Có bị thù dai không? Dạ không, con thì khác với
Anh Nhân, có cái gì không đồng ý hoặc bất đồng là con giải quyết ngay lúc đó và xong thì bỏ. Không có bể trong lòng, tại vì bản thân mình mệt mỏi, không được gì hết. Vậy cũng tốt. Rồi con có mấy mối tình rồi? Dạ con chưa yêu ai lần nào, 30 tuổi mà chưa có một mối tình nào luôn. Dạ là tại vì con thấy nhiều bạn á, quen rồi cũng chia tay. Với lại có một vấn đề là hai tế nhị. Là trong gia đình con á, thực tế thì cũng đã từng có chuyện đó xảy ra. Nên con bị mất niềm tin, con sợ hôn nhân. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi cô Vân. Tại vì con quan sát con thấy vẫn còn rất là nhiều người tốt. Chú Quyền Linh là một trong những cái thần tượng, hoặc là người mà làm cho con lấy lại cái niềm tin đó. Trời ơi, cảm ơn ông Mai nghe, ông Mai ơi. Trời ơi, chứ còn bên đây là bên đây là ta chú tính ở vậy luôn rồi đó ông Mai ơi. Rồi, như vậy là bên kia không có yêu ai hết trơn á. Mời em trai. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức. Một mối tình thì khoảng, nếu mà nhớ chính xác thì khoảng 3 năm, 6 tháng, 26 ngày. Trời ơi, quá dữ. Nhớ dai mà, nhớ dai mà. Tự một mình lê lết qua cái nỗi buồn đó khoảng cỡ 1 năm sau mới quen cái cô bạn thứ hai. Thì cũng kéo dài được hơn 2 năm, cố gắng mở lòng để tự tạo cho mình một cái cơ hội. Nhưng mà có nhiều cái nó không có hợp và nó không có đến với nhau. Anh Nhân ơi, anh chia tay rồi mà số điện thoại người yêu cũ thì anh còn lưu không? Có một bạn thì còn lưu, một bạn thì anh không lưu và anh cũng không muốn lưu. Dạ, nếu mà em với anh đồng ý là em muốn anh không lưu số đó luôn được không anh? Ok, anh nghĩ không thành vấn đề. Nhưng mà thực ra với cái trí nhớ của em đâu cần lưu. Đúng rồi. Em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chung là ví dụ như là cô giáo hay là ngành y gì đó. Nói chung là một cái nghề nghiệp ổn định, lương thiện và có ích cho xã hội. Đó, cô giáo nè, cô giáo nè. Vậy là tốt rồi. Nó, nhưng mà chị hỏi em nè, lý do gì mà em cứ khép nép quá vậy? Em phải mạnh mẽ như anh Linh kìa, ngồi kìa, coi kìa. Đó, ngồi đó. Nói chung hơi hồi hộp chị. Hơi hồi hộp, không có gì phải hồi hộp cả. Cô bạn bên đây á, trong gia đình cô đã gặp những cái chuyện đi như vậy á, thành ra là cô không tin vào tình yêu. Năm nay 30 tuổi mà chưa hề có một mối tình nào luôn. Thành ra là cái ca này đối với chị nó hơi nặng. Tại vì nếu như bây giờ cô mà mất cái, gọi là mất cái niềm tin vào tình yêu một lần nữa là không bao giờ cô mở lòng nữa. Thì em nghĩ sao về điều này? Em có thấy cái trách nhiệm của mình nó lớn lao không? Em có 2 cái để trả lời câu hỏi của Trường Vân. Thứ nhất đó là về kỹ năng tư vấn á, thì em tin là em có thể em thay đổi được cái suy nghĩ của cô bạn bên kia. Và thứ hai nữa đó là về cái cách sống của em, thì chắc chắn là em sẽ chứng minh cho bạn gái thấy là cái tình yêu nó vẫn còn thật. Chắc chắn điều đó. Đó. Em ơi. Dạ. Thế em nghĩ là cái mẫu hình lý tưởng của em sẽ là một người đàn ông như thế nào? Dạ, con hy vọng anh ấy là một người nghiêm túc nhưng mà vui vẻ. Xong biết yêu gia đình, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không cờ bạc luôn. Hút thuốc thì có, nhưng mà em đợi cô gái nào mà nói là anh nghỉ hút thuốc đi em sẽ thương anh. Anh nghỉ hút thuốc đi em sẽ thương anh. Trước giờ là những cô gái tao nói là anh nghỉ hút thuốc đi, không có vế sao. Nếu như giờ tụi em có lấy nhau thì bây giờ sẽ về ở với gia đình em hay là mướn nhà ở riêng hay như thế nào? Em nghĩ cái chuyện đó nó cũng dễ thôi. Mà vấn đề cái công việc mà nó phù hợp á chị, nó quan trọng hơn cái chỗ ở. Em ơi, em có làm dâu được không? Dạ, anh ấy ở cùng gia đình cũng được. Nhưng mà điều quan trọng là con muốn anh ấy phải có khả năng độc lập về tài chính và có thể tự lo cho gia đình nhỏ của mình được. Một trong những cái mà em đi làm mà tới giờ em chưa có gia đình đó, thì nó cũng là ví dụ như em mình nó còn đi học nè. Rồi có những cái thứ khác mà em nghĩ là tới giờ em làm tốt cái bổn phận làm anh. Đó, cũng như là bổn phận làm con. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ con đi với mẹ với em gái và em họ của con. Xin chào cả nhà. Bên con tôi thì cũng hiền, cũng ngoan, cũng thương gia đình lắm. Tôi nấu cơm thì được, nấu đồ sẽ xài được, nhưng nấu đồ ngon thì không bao giờ được. Và làm dâu thì cũng lại căng. Được. Bên em trai này tánh cũng nghiêm trang, là làm ăn. Dạ. Nếu mà không hút thuốc, không uống rượu, đánh bài bạc, ra những đó là tôi đã đồng ý rồi. Rồi, cô yên tâm đi. Bây giờ là thời đại A còng rồi, làm dâu không có gì là lo hết trơn á. Và mẹ chồng cũng thương làm dâu, chăm sóc con cái cho dâu này kia, rồi thậm chí nấu cơm cho dâu luôn nữa. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Em chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chào em.
Chào bên đàn gái. Mình là bạn của Nhân, năm nay hơn 10 năm. Nhân là một người rất là lo cho em Út, từng cái ăn cái học. Gặp người bạn chơi cũng thấy cảm động như là 30 tuổi rồi. Cũng gần bạn mình 35. Mình ở đây là một cái duyên. Nên em cũng mong là hai người cho nhau một cái cơ hội để nắm lấy tay nhau đến chung nhau một cái hạnh phúc tương lai. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Vui rồi. Anh chào em, anh có hai món quà để tặng cho em. Anh đối với em cái này là cái gì ạ? Dạ, cái này là biểu tượng sen hồng của Đồng Tháp. À, ok nha. Em cảm ơn anh rất nhiều. Okay. Đây là một cái bức tranh em tự vẽ và tự viết luôn. Em muốn anh bằng cách nào đó anh làm cho nó đứng được. Anh làm sao cho nó đứng đi, nhưng mà phải có sự hỗ trợ của em nó mới đứng được. Dạ. Em tự tại. Anh sẽ hứa làm cái chỗ dựa để cho nó đứng cho nó vững. Dạ, em cảm ơn. Trời ơi, bức tranh đẹp, đẹp quá. Khéo tay. Khéo tay quá chứ bộ. Hồi nãy á, mẹ em nói là em không làm dâu được và rất là căng. Tại vì từ trước giờ á, em mẹ coi em như là con trai trong gia đình vậy đó. Điện, nước hay là cái gì má giặt tá lả em sửa được hết. Anh đi thị trường nhiều như vậy thì thời gian đâu để anh quan tâm tới gia đình của mình anh? Tất nhiên là đời thì mình sẽ có nhiều lúc mình sẽ đánh đổi. Ví dụ như cái công việc mình phải làm thì nó mới có thu nhập. Nó mới có những cái giá trị khác. Về trái tim thì anh dành 100% là trọn vẹn. Còn về thời gian thì một tuần thì thứ bảy là anh vẫn phải làm, chủ nhật thì anh nghỉ. Dạ. Còn buổi tối thì tất nhiên là của gia đình rồi. Em trai hát tặng em gái đi. Em thích nghe hát nhạc hay hát cổ? Dạ em nhạc gì em cũng nghe được hết trơn á. Thôi mình gặp nhau đây cũng là cái duyên. Bây giờ nắm tay hát đi. Anh xin phép tặng em bài hát trước. Anh sẽ hát bài Mùa Hoa Đào. Sáng xuân nay tôi ra thăm Hà Nội, như chiếc lá xa cành về cõi người ơi. Hồ Gươm đáy gương mặt rạng ngời, nhặt cành đào tươi luôn bồi hồi trong già. Vô dòng cổ. Em ơi tôi không phải kẻ tình si, cũng không là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ dưới hoa đào. Hay quá. Hay, bạn này hát ca cổ hay. Chỉ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào, không kiêu sa không mượt mà quyến rũ, sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay. Vượt đường dài nào ngại gió sương, mong được về đây giữa lòng Hà Nội. Trời đất giao xuân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi được bồi hồi nhìn đại hoa hé nở. Rồi hay quá anh trai. Cảm ơn em. Trời ơi rồi. Hay quá rồi. Trước khi bấm nút em có muốn nói điều gì với em gái hay không? Mình suy nghĩ gì về người đối diện và mong muốn gì, cảm nhận của mình như thế nào, nói cho em gái biết đi. Anh thấy là cái buổi đầu mình cũng xa lạ như vậy đó, nhưng mà mình ngồi đây trước tiên là anh thấy anh cũng rất là dũng cảm, em cũng rất là dũng cảm. Em có cảm nhận về anh như thế nào? Hồi lúc nãy ngồi pha thì không gì, nhưng mà khi đứng và nghe anh hát á, thì thấy mắt anh rất là chân thành. Và em nghĩ là anh có thể là cái bờ vai vững chắc được. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Cái nút đâu anh Linh? Ở đâu mò tuốt cái đó rồi. Vậy? Mò đối trời diện à. Đó, ừ. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra nhịp tim của mình xem trái tim có thật sự rung động hay không. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình không nha các bạn? Trái tim rung động thật sự, hãy bấm. Còn không rung động, chúng ta để quyền ưu tiên đó cho người khác. Bấm là trao duyên, chứ không phải bấm để đi uống cà phê chơi vui nha. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1
2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Wow. Chúc mừng. Đẹp lắm. Trời ơi. Nắm tay đi nào. Chúc mừng cô gái nha, cô gái mở lòng thật sự rồi đó. Đúng rồi đó. À, hãy nói gì với bác gái đi và nói gì với mọi người trong gia đình của mình. Em nói trước đi. Con muốn mẹ là hãy tự tin về con hơn. Tại vì hôm nay con đã, sau 30 năm thì con đã mở lòng mình nhiều hơn. Và con tìm được một cái gọi là mối tình đầu của con. Mẹ hãy yên tâm. Thương quá à. Con chào hai bác. Con thì rất là hiền và rất là yêu thương mọi người. Cho nên con nghĩ nếu như mà con ghé gia đình chơi hoặc là sau này có cơ hội để tiến xa hơn thì con nghĩ con sẽ làm một người tốt và làm tròn nhiệm vụ của mình giống như trong công việc của con vậy đó. Con cũng xin gửi lời cảm ơn bác đã dành cái thời gian, dành công sức quan tâm đến chương trình, đến cho cái tình cảm của tụi con. Trước mắt là tụi con tìm hiểu với nhau, nếu được thì tụi con sẽ tiến đến hôn nhân, thì cũng là con hứa với bác là cũng sẽ làm một cái bờ dây vững chắc cho em. Cho con xin phép bác hôn em. Rồi, đẹp lắm. Chúc hai em hạnh phúc nha. Ở cái râu dưới đó đi. Nó gì đâu chị? Nó nhăn nhở lắm. Trời ơi. Ở dưới đây cái râu trên gặp cái mục ruồi đó trời nó. Đâu cái chốt mục ruồi cách đây. Nó kỳ lắm nha. Bỏ nha. Chị nói cái nào mà chị thích là phụ nữ thích à, mà chị không thích là phải coi lợi. Ha. Tiếc gì hầm râu. Đúng không? Yêu nhau tôi còn cạo đầu nữa. Nhớ kêu bạn nó bỏ cái râu đây nha. Dạ, em không thích. Dạ, quý vị khán giả, mời bạn ngồi. Ai làm vậy? Dạ em làm á. Làm gì vậy? Làm gì hỏi chi? Tại ta. Bạn tên gì? Dạ em tên Nguyễn Cường Vinh. Đến từ đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ em đang là đầu bếp. Dạ em đang kinh doanh về bánh. Vinh bao nhiêu tuổi? Dạ 29 chị. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường. Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia và chào tất cả các quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn thì giới thiệu cho mình. Em là Lý, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh và hướng dẫn viên luôn ạ. Là đi nhiều. Dạ đúng rồi, dạ cho nên là không có lo ăn uống đầy đủ cho nên là hơi ốm đúng không? Dạ. Yên tâm, bên đây lo hết. Bảo đảm không mập, không có tiền. Có bao nhiêu mối tình rồi? Thôi dạ, nói thiệt là em chưa có vắt vai mối tình nào hết chị ơi. Chưa có một mối tình nào hết? Dạ dạ. Được hôn cái nào chưa? Dạ có hôn nhưng mà hôn dưới vị thành niên không ạ. Là sao? Dạ em hôn trẻ con không ạ. Lắc léo lắm nè. Mình nói là chưa có mối tình vắt vai được hết. Bạn đã trải qua mấy mối tình? Dạ tình đơn phương thì nhiều lắm. Còn yêu thì mới có một người ha. Lý do tại sao lại dạ, chia tay? Người đó cũng chưa có tiến sâu về gia đình mà còn muốn bay nhảy nhiều. Mẹ em cũng lớn tuổi rồi mà gia đình có con một cho nên cũng muốn gấp ha. Bây giờ phụ làm bánh ha. Ủa sao mình làm đầu bếp vậy bạn? Sợ trước đây thì em là kiến sư quy hoạch đô thị, như từ nhỏ là em có cái ham muốn là về nấu ăn rồi. Sau này em muốn có một cái lĩnh vực kinh doanh riêng của mình thì em chọn cái ngành về ẩm thực. Rồi anh đây thích ăn bánh không? Dạ chứ em mập quá rồi không có muốn ăn ngọt chị ơi. Giờ thử gặp không anh em? Đầu bếp nó chắc về em lăn luôn chứ không phải là đi nữa. Mà chị thấy em rất là dễ thương. Tại sao là mình không có ai để ý mình hay là mình kén quá hay là như thế nào? À, thực ra thì cũng có nhiều anh để ý ạ. Nhưng mà chắc là em nghĩ là chưa phải một nửa của mình nên là em chưa đồng ý. Tức là cái cảm giác trong con người dạ, mình á. Quan niệm của em về tình yêu thì xuất phát từ hai phía. Mà thực sự thì mình cảm thấy thích, cảm thấy tin tưởng được và cái người đó có thể là chia sẻ hoặc là cho em cảm giác có thể dựa vào những lúc mà trong cuộc sống, trong công việc. Chứ không phải là đẹp hay là xấu hay là như thế nào đó. Sở trường của bạn là gì? Hát, đọc thơ. Bây giờ bạn muốn hát đoạn hay là đọc thơ một bài nào đó cho quý vị nghe thử? Dạ, vậy em cũng xin hát một câu ngắn thôi. Đó là bài Em Gái Quê ạ. Từ ngày người rơi lãng quê, xa thoáng làng đớn nơi đô thân, biết anh có còn mang trong lòng tình em gái quê. Dập dìu dòng đời ngược xuôi, anh nơi đâu có còn nhớ nhau. Dưới trăng đêm nào, mình trao nhau tiếng yêu ban đầu. Được không quý vị? Được ha, ngọt ngọt. Đó là sở trường, còn sở đoản của mình là gì?
Bố mẹ em cũng hơi chiều nên là em không biết nấu ăn. Dạ. Bên kia đầu bếp lo gì? Dạ. Nếu vậy anh nấu ăn rồi em rửa chén được không anh? Được em. Dạ. Nghe giọng hát của bạn nữ thì bạn cảm nhận sao vậy? Dạ ngọt quá chị ơi. Có muốn nghe đọc thơ nữa không? Dạ muốn. Mình tặng cho mấy bạn vài câu thơ luôn đi, mình tiếc gì. Xin tặng các bạn, anh chị ở đây bài thơ Cái Nửa. Tôi đi tìm một nửa của tôi, nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy? Sao để tôi tìm mãi tên anh? Trời dần buông, thành phố vào đêm, sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít. Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết nửa của mình hay nửa của ai? Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm, và có lẽ suốt đời không tìm thấy. Không có anh tôi cũng đành sống vậy, không nhặt nửa của ai làm nửa của mình. Dạ thôi em xin hát. Hay quá. Giọng đọc thơ rất là quyến rũ, mà cảm nhận thế nào? Dạ giọng đọc thơ này quá là thu hút lòng người. Bạn có ca hát đọc thơ gì đáp lại bên đó không? Đây em gửi tặng bạn bên một cái đoạn harmonica ha. Rồi. Bạn đang tìm cái người bạn đời của mình với một tiêu chí như thế nào? Thì em thích một người có tính tình hoạt bát. Bởi vì em thì tính tình cũng hơi trầm chút. Em thích một người thích thể thao, có thích những cái hoạt động về ngoài trời, ví dụ như du lịch phượt này kia. Dạ. Thì không thích người phụ nữ thế nào? Người phụ nữ em không thích là người mà ít quan tâm đến gia đình. Sao bạn nữ có đáp ứng được nhu cầu đó không? Còn bạn, khi mà nghe anh Vinh nói thì em thấy là trùng với quan điểm của em ạ. Thế bạn có đặt ra cái chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào không? Chuẩn người bạn trai của em thì em hy vọng là cao hơn em trên 1m7 ạ. Bạn cao 1m mấy? Dạ em cao 1m7 ạ. Trời. Và em mập nên chị nhìn không thấy em cao đâu chị. Bạn nặng nhiêu ký? Dạ chị ơi đừng nói ký nặng, tại cái này vấn đề bí mật ạ. Giống như nào mà ai mà cưới em thì em nói ký thôi. Cái điểm nào bạn không thích ở người tại vì em thấy là em cũng tròn quá rồi nên là em không muốn người bụng bự. Bự bự nhưng mà người ta yêu thương mình đàng hoàng thì sao? Tiêu chuẩn là một vấn đề nhưng mà em nghĩ là nếu mà gặp mà sếp đánh thì chắc là cũng ok thôi. Để chị coi. Dạ. Mà cao 1m nhiêu? Dạ em cao 1m7. Thì cũng được. Nó nghe nè, bạn có đặt nặng về vấn đề vóc dáng? Dạ không, vóc dáng mẫu thì... người lý tưởng của bạn đồ này kia gì không? Ví dụ như là MC Thanh Phương á chị. Hả? MC Thanh Phương á chị. Trời chết cha mảnh khảnh quá. Bên này hơi... Không hợp rồi ạ. Nó bự bự được không? Bự bự. Cũng sao đó chị. Nó nghe là ai thiết kế cái râu dưới này vậy? Đâu có ai đâu chị, em. Thôi tại bỏ cái râu dưới đó đi. Nó gì đâu chị. Nhìn nó nhăn nhở lắm. Thôi. Ở dưới này cái râu trên gặp cái mục ruồi nó trở nó. Râu cái chốt mục ruồi cách ra. Nó kỳ lắm. Nghe. Bỏ nha. Chị nói cái nào mà chị thích là phụ nữ thích à, mà chị không thích là phải coi lợi. Ha. Tiếc gì hầm râu. Đúng không? Yêu nhau tôi còn cạo đầu luôn. Nhớ kêu bạn đó bỏ cái râu đây đi nha. Dạ em không thích em. Chị cũng không thích. Bây giờ chưa cần nhìn thấy mặt. Hiện tại bây giờ nghe tiếng đoán. Dạ. Cho mấy điểm. Nếu mà quan điểm về cuộc sống gia đình như vậy thì em cho 9,5. 9,5? Dạ. Cái này ế nên cho hơi bị lố tai nè. Em chào anh. Chào em. Dạ. Vậy nãy tôi đòi tôi anh tưởng tượng đúng không ạ? Dạ anh tưởng tượng đúng không? À, tưởng tượng làm tôi lo muốn chết luôn vậy á. Dạ. Không sao vậy khỏi ăn bánh. Dễ không? Dễ thương lắm, hợp lắm á. Hai bạn tọt vào cũng mỉm hợp lắm á. Dễ thương, mày đừng cho ăn bánh đó nha. Bánh nữa mệt á. Không em thích người hơi tròn tròn chứ anh. Tròn tròn, trời ơi. Không phải tròn mà tròn nhiều luôn á. Bây giờ mà mướp mếp chút dễ thương lắm ha. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để mắt chạm mắt, cảm nhận và bấm nút. 2 phút bắt đầu. Nhớ kêu cậu râu. Dạ, chào anh Vinh. Dạ, chào em. Em thấy anh có chặt xuống mấy điểm không? Dạ, không. Tại vì em nghĩ là cái vẻ dễ thương ở ngoài á, về cái cách nói chuyện á, thì sẽ chiếm cái cảm tình lớn rồi. Dạ. À, quên nữa. Anh có cái bánh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Tặng anh Quyền Linh với chị Cát Tường ha. Dạ. Cảm ơn bạn nha. Rồi, cảm ơn bạn.
cảm nhận về nhau thế nào? Thì em thấy bạn cũng rất là mũm mĩm dễ thương. Em thì dễ tính lắm anh ơi. Giờ ai cũng được hết á. Ế quá thì ai cũng được hả? Không phải ế mà là mình cho nhau một cơ hội chứ. Dạ. À, chắc là em nghĩ là chỉ một vài phút thì không thể nào mà hiểu về một con người được đúng không? Chắc mình không thì cho em bấm đi rồi mình đi coi phim. Chưa mà, chưa có gì chứ, bấm gì. Mà không biết em đi làm du lịch vậy thì một tháng em ở nhà được mấy ngày? Nếu mà đó là nghề hướng dẫn viên à, một tháng nhiều thì có thể là đi tới hơn 20 ngày một tháng. Wow. Dạ. Còn ngoài ra thì em còn... Để em bỏ, em đi em bỏ anh cho ai? Trời ơi, chưa gì từng bỏ anh cho ai. Thì anh mới yêu nhau là nồng nàn lắm anh. Cưới nhau thì mới có thể bỏ được, chứ còn yêu nhau là... Yêu chưa? Từ từ thì giờ lắm. Anh yên tâm, mùa này hết tour rồi ạ. Dạ. Giờ cưới nhau ai quản lý kinh tế? Sao hai người cưới trơn vậy? Cưới anh có cho vợ quản lý với tiền bạc không ạ? Ví dụ như quản lý khoảng 50% thôi, còn 50% mình đàn ông mà. Anh có hay nhậu không ạ? Anh thì cũng thương bạn thương bè lắm, thì cũng tháng thì một hai lần thôi, chứ không có nhiều. Anh có quan niệm về con gái uống rượu bia gì không ạ? Quan niệm của anh thì cái gì đừng có quá là được rồi. Hết thời gian. Tại sao trời? Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Đây. Có hẹn hò hay không? Mời bạn đặt tay vào nút bấm nha. Suy nghĩ thật kỹ, lắng động. Kiểm tra nhịp đập của tim. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Bạn cảm nhận thế nào về bộ râu của anh ấy? Anh ơi về cạo đi nha. Chị nói đúng đúng không? Dạ đúng ạ. Em nói chung là em không quan niệm là ghét cái gì hết, nhưng mà đơn giản không thích thôi đúng không ạ? Ừ. Dạ. Đây là thôi cũng được. Thôi tôi chịu cô rồi đó. Cũng thông minh đều hết. Còn tiếng vậy đúng không? Ngu đều, thông minh đều hết. Chứ không ai hơn ai hết không? Không có ngu hả? Dạ. Không có ngu thì phải thông minh. Dạ. Thông minh vừa vừa. Thông minh thì phải hói. Nó theo cái nó gọi là nó theo cái logic như vậy ha. Nói lại giống như là ai không hói không thông minh vậy hả? Mệt ghê. Người ta suy nghĩ nhiều người ta mới bị rụng tóc, mới bị hói. Mà người ta suy nghĩ nhiều, người ta ăn nhiều thì bụng mới bự, bụng bự mới thông minh, mới hói mới thông minh nữa. Ủa vậy anh kia cũng bụng bự luôn anh? Không, anh ý nói anh á, nói vui vậy thôi. Dạ. Chứ anh đây dễ thương lắm, người miền Tây mà chất phác thật thà, thẳng thắn dễ thương, chân thành luôn, được chưa? Sao mà mới nói chuyện với một chút mà anh nhìn anh biết hết? Trời ơi anh nhìn người nhanh lắm em. Nhìn qua một cái là anh biết là con trai con gái liền á. Rồi biết qua, bay qua anh biết rồi, được con gái rồi. Trong trường quay, em tên là Thành, Nguyễn Thị Thành, sinh năm 92, quê ở Hà Tĩnh, hiện tại đang sống ở Biên Hòa và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý bộ phận QA của một công ty sợi dệt Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh thân thiện, chị Cát Tường xinh đẹp cùng cảm tất cả em. Các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Xin chào anh nữ anh chị ạ. Em tên đầy đủ đó là tên là Nguyễn Xuân Phương. Em sinh năm 1984 tuổi Tý, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng. Em đang làm ở phòng quản lý dự án đấu thầu cho một công ty tư nhân ạ. Ở đâu em? Dạ em làm ở quận 7 ạ chị. Quận 7? Còn quê mình ở đâu? Chào quê em ở An Giang chị. Quê An Giang là quận 7. Dạ. Một người An Giang, một người Hà Tĩnh ha. Nhưng mà bây giờ là hai bạn hơi làm việc là hơi xa nhau ha. Một người ở Đồng Nai, một người ở quận 7. Thế thì mình trao đổi với nhau đi. Có một tuần hay là bao lâu mình sẽ gặp nhau được một lần? Bạn gái mình có ngại bạn trai làm hơi xa tí xíu không? Dạ, khoảng cách cũng nhiều khi cũng không phải là vấn đề. Ừ. Nếu mà bạn ấy đủ nhiệt tình và... chịu khó. Nghĩ cũng phải sự nhiệt tình, nếu như tình yêu đủ thăng hoa thì cho dù ở đâu cũng đi dễ lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Quận 7 mà... Đồng Nai cũng khó gì lắm. Dạ. Ha? Nhưng mà bây cái giờ... đó là anh Quyền Linh nói, còn ý bạn trai như thế nào thì... Thì theo anh như nghĩ thì khoảng cách nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà quan trọng ở tình yêu của mình có đủ lớn hay không? Thì y như tôi. Nếu mà anh thì cái sự nghiệp anh thì muốn phát triển ở thành phố này. Nếu mà sau này anh quen em, anh muốn trụ ở đây, anh lập nghiệp và anh mua nhà ở đây. Không biết là em có sẵn sàng về đây làm việc và hàng ngày gặp anh không ạ? Đây là dưới Đồng Nai, đây là thành phố Hồ Chí Minh á hả? Dạ đúng ạ. Em có chịu lên thành phố sống không nếu như mà yêu nhau?
Dạ, điều đó cũng không phải là vấn đề ạ. Tại vì hiện tại là em làm ở Nhân Trạch, nhưng mà hàng ngày em di chuyển bằng xe đưa rước. Và công ty em cũng có chi nhánh ở trên đây, và có tuyến xe đưa rước từ Sài Gòn về tới Nhân Trạch á. Trời ơi, có cái gì đâu mà bàn. Sài Gòn, Nhân Trạch, thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trạch nó rất là gần. Chuẩn bị người ta làm cầu cắt lái là xong, nối liền hai bờ vui thôi. Nhưng mà ý anh trai nói vợ tỷ mốt mà mình có lấy nhau á, em có về thành phố Hồ Chí Minh sống được luôn không? Yêu đang yêu nhau là còn đi đi về. Tưởng đâu là ở Hà Tĩnh hay là ở đâu xa chứ. Một nơi, dạ. Đúng không? Được không? Dạ được ạ. Được đó, đâu không có cần nhà, phải cửa là được. Cái gì trơn á. Nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh nó quá gần với nhau mà. Dạ nhưng mà anh ấy quê ở An Giang, nhưng mà hiện tại là anh đang sống ở Sài Gòn hay sao ạ? Đúng rồi. Sống một mình hay là cả gia đình ạ? À, anh sống một mình em ạ. Dạ. Hai chồng anh mốt lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh luôn, mua nhà. Anh lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mà anh đâu có về An Giang đâu. Được không? Phải về thăm chứ anh, không lẽ có. Đương nhiên rồi, thăm thì phải về chứ. Dạ. Trời ơi, nói lúc đó yêu rồi, anh xách gói về An Giang chắc cũng theo thôi chứ làm gì được giờ. Rồi, bây giờ thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Qua, chia sẻ với nhau đi, điểm mạnh điểm yếu của em nè. Điểm mạnh của em thì khá là hoạt bát, cởi mở, cũng nhanh nhẹn nữa. Nhiệt tình trong công việc và cuộc sống. Rồi. Và cũng có khả năng xoay sở tốt trong các tình huống công việc. Còn khuyết điểm? Điểm yếu thì em nghĩ là hơi nhiều. Em hay quên, hay khóc, lề mề. Ai làm gì em khóc? Nhiều khi không làm gì, nhiều khi em coi phim á. Ví dụ như khúc này đang vui lắm, tự nhiên qua khúc kia buồn là tự động khóc. Khóc. Dạ, mệt mệt cũng khóc. Ví dụ đi làm mệt á, mà đi làm mệt mà còn tăng ca hay là nhiều việc á, áp lực á chị. Thì khóc. Như khóc. Khóc thì nó đỡ áp lực. Khóc giống như mình giải tỏa vậy thôi chứ. À, còn đó là cũng là một cách để giảm stress trong công việc đúng không? Dạ. Cũng tốt thôi, đâu có gì đâu khuyết điểm. Dạ. Với lại ví dụ như là mình quen người yêu á, mà đi làm về mệt mà mình thấy gặp mà mặt chụ à, không có nói năng gì hết á, cũng khóc. Bực bội quá khóc. Đúng rồi chị, nhìn mặt lơ lơ á, tự nhiên khóc à. Tủi thân quá khóc luôn. Dạ đúng rồi, cỡ nào cũng khóc. Nói chung là cô gái bên kia mau nước mắt rồi hả? Dạ. Bạn trai thì sao nè, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, nói về tính cách đó thì mọi người trong công ty cũng như anh em nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Em thì rất thân thiện với mọi người, em cũng hay giúp đỡ, san sẻ công việc với anh em. Về ưu điểm thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ, do đó em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Rất tốt. Khuyết điểm? Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao, do đó nhiều khi tập trung công việc chứ hay chơi thể thao rồi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. À. Dạ. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Em thì thời đại học thì em cũng có khoảng 2 mối tình. Họ đi lúc học mà, là lâu lắm hả? Dạ. Lúc mà em đi bộ đội mới về á thì em cũng có mối tình, nhưng mà mối tình đó cũng gọi là sâu sắc và đáng nhớ với em. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á, thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi em mới nói với người đó là em sẽ học ngành xây dựng. Rồi bạn gái đó nói là nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Ủa sao kỳ mà vậy? Em cũng không biết nguyên nhân, em mới hỏi bạn đó là, mà nó mới nói là do là chắc là em không thích yêu xa á chị, sợ giống như em thay đổi. Nhưng mà thật chất người em này sống rất là thân thiện và biết chia sẻ với bạn gái. Rồi sao cô gái nói xong rồi chia tay luôn hả? Dạ, bạn đó thì cũng cần tuổi em nhưng mà tính rất là cương quyết và dứt khoát ạ. Chỉ như vậy. Chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy, tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái tại sự... vì lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Em thì lúc đó em cũng đăng ký là thi sư phạm nhưng mà em cũng đậu hai trường nhưng mà em quyết định chọn xây dựng rồi bạn ấy chấp nhận em là như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Tại rồi. Em nghĩ cái ngành này á, thì dễ kiếm việc và có thể phát triển tương lai nó xa hơn, có thể sau này chăm sóc hết cái gia đình nó chu đáo hơn vậy. Rồi, còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất á, là cách đây 5 tháng, quen được 5 tháng, chia tay được 5 tháng. Ồ, lý do tại sao chia tay? Dạ,
Do là thời gian tìm hiểu cũng ngắn, xong rồi cũng chưa có thật sự là hiểu nhau. Nói chung là nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ, mối tình dài nhất chắc được 5 rưỡi anh Quỳnh Linh. 5 rưỡi nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học, rồi em về nhà. Thì khi mà về nhà rồi mình đi làm á, bắt đầu cái công việc mới, nhiều thứ áp lực á, cộng thêm là yêu xa nữa, mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen, nên sau nhiều lần ghen tuông cãi vã mệt thì... mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì hai bạn kể chuyện để chi chúng ta rút kinh nghiệm những cái gì mà chúng ta đã vướng phải đó, để mình đừng nên gọi là gặp nữa, đúng không? Dạ. Bây giờ mình mai muốn... mốt thì á đừng có ghen nè bên kia, bởi vì ghen là chia tay. Bên đây là gọi là đừng có bắt người ta phải làm theo ý mình nữa, đúng không? Nếu mà làm theo ý mình cứ bắt ta đi học cái này mà ta thích học cái kia thì cũng không được. Thôi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Rồi, bây em giờ nói đi, ta em bắt nói đầu đi. Một cuộc tình mới. Em muốn nói gì em nói đi. Dạ, em muốn hỏi bạn Nam là khi mà cái người yêu cũ của anh muốn chia tay á, thì anh đã làm cái gì để bạn ấy suy nghĩ lại, hay là anh có làm gì không, hay là có em. Anh cũng giải thích rất là nhiều, nhưng mà tính bằng ấy thì đã quyết giống rất là quyết đoán. Và anh, mặc dù anh có giải thích rất là nhiều nhưng mà bạn ấy cũng vẫn quyết định, tại anh tôn trọng cái quyết định bởi tại vì con đường thì do người ta lựa chọn mà mình đâu có ép suy nghĩ của ta được. Dạ. Mặc dù anh cố gắng hết sức là cũng giải thích như vậy nhưng mà bạn ấy vẫn coi như đã cố gắng hết sức nhưng mà đành phải chịu. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hồi nãy em chia sẻ thiếu cái vụ khuyết điểm á, là bình thường á lúc mà đi làm á thì khá là cũng cứng rắn, cũng đàng hoàng, lịch sự, nhưng mà khi mà yêu á thì hơi con nít lắm. Cái đó cũng dễ thương thôi. Dạ. Không có vấn đề gì. Nên khi mà em tìm người yêu á thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút, để nhiều khi là thứ nhất á là có thể nhường nhịn em, thứ hai á là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng á thì người đó sẽ chỉ cho em. Chín chắn, trưởng thành, khiêm tốn một chút, hòa nhã. Chín không... chắn, trưởng thành, khiêm tốn. Dạ, không có ba hoa khóc lắm, em không thích người ba hoa lắm anh. Sao ông trai? Em cứ yên tâm. Thì anh á, thật chất á thì anh là một người cũng rất là điềm đạm. Anh này cũng sống đôi lúc á, thì ở tuổi này anh cũng ít quen, là tại đôi lúc cũng hơi nội tâm tí xíu. Anh thì thích chia sẻ những gì gọi là trong công việc con này kia để bày cho mấy em nó làm tốt thôi. Còn vấn đề vật chất hay vấn đề gì khác thì anh không có, ví dụ mà giống như em nói là khoe khoang hay vấn đề gì. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi, anh lo được cho bản thân và anh sẽ chăm sóc tốt được, anh nghĩ là sẽ chăm sóc tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Em trẻ con quá có được không? Anh nghĩ là anh lớn như vậy, anh trưởng thành như vậy ấy thì anh có chiều được cái tính trẻ con rồi hay khóc nít ướt này. Đối với anh tình yêu thì ai cũng có một cái có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa đựng cái khuyết điểm đó hay không em. Nếu mà em mà có những cái gì mà không tốt hoặc gì đó, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, mà em hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Dạ. Đôi lúc yêu nhau thì mình trẻ con, mình khóc lóc rồi cũng vui, nó thêm cái gia vị cho tình yêu. Nhưng mà khi mà mình nhiều khi lấy nhau rồi, áp lực công việc, con cái mà lúc nào em cũng con nít em nhõng nhẽo hết, thì nhiều khi căng thẳng quá người ta sẽ mệt mỏi, là người ta sẽ sực lại luôn. Dạ không đó chị. Đó, tùy lúc. Người ta đang quạo mà mình cứ đúng lèo, rồi. Lèo, lèo, lèo. Đúng rồi, phải tùy lúc thôi, cái đó là ăn thua mình nữa. Dạ. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, về ngoại hình đó thì bạn gái thì giống người cân đối thôi, cao khoảng 1m58 đến 1m62 cũng được. Em thì thích bạn gái có sống mũi cao và da trắng à. Còn về tính tình thì em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh mà này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia năng nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì có một đôi nét thì nói chuyện cũng thấy cũng hiện đại. Em thấy là cũng hơi tánh nói chuyện, cách nói thì cũng tính cũng ấm áp.
ấm áp ha. Nhưng cô gái kia rất là cá tính đó nha, cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn đó. Để anh Quang có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không. Hả? Em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Rồi. Ngoại hình đó, ngoại hình đó. Ngoại hình. Là cao hơn em khoảng 5 cm. Là chắc chắn cao hơn. Dạ. Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Dạ. Không khó nha. Hả? Dạ không ạ. Khó hơn mà nhìn lâu dữ vậy. Anh bị lớn với sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thường thông minh lắm. Mấy người thông minh là dễ dụ, mình dễ bị dụ lắm. Trời ơi, lấy có người bạn đời thông minh là tốt chứ. Nhưng mà người ta dụ mình á anh. Dụ mình gì đâu, trừ khi mình cho người ta dụ. Đâu phải giờ muốn dụ ai dụ đâu, đúng không? Ấy là ví dụ như là người ta quá thông minh, còn nhiều khi mình quá khờ. Thì ví dụ người ta nói vậy, mình nghe vậy, mình bị dắt á anh. Không, dở ẹt. Mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt, đúng không? Cha thông minh thì con cũng thông minh, mà gia đình thông minh thì sẽ rất là... Nhưng mà cha với con thông minh, cái mẹ cái bị lép vế. Trời ơi, vậy biết em muốn nói cha với con không thông minh để em thông minh hả? đều nhau chứ. Thôi cũng được, thôi tôi chịu cô rồi đó. Cũng muốn thông minh đều hết đúng không? Cầu tiến vậy đúng không? Ngu đều, thông minh đều hết. Chứ không có ai hơn ai hết không? Không có ngu hả? Dạ. Không có ngu thì phải thông minh. Dạ, thông minh vừa thông thường. Minh thì phải hói. Nó theo cái nó gọi là nó theo cái logic như vậy ha. Dạ. Nó làm giống như là ai không hói không thông minh vậy hả? Mệt ghê. Không, người ta suy nghĩ nhiều người ta mới bị rụng tóc, mới bị hói. Mà người ta suy nghĩ nhiều, người ta ăn nhiều thì bụng mới bự. Bụng bự mới thông minh, mới hói mới thông minh nữa. Ủa vậy anh kia cũng bụng bự luôn hả anh? Không, anh ý là nói anh á. Nói vui vậy thôi. Dạ. Chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phát thật thà, thẳng thắn, dễ thương, chân thành luôn. Được chưa? Sao mà mới nói chuyện được một chút mà anh Nguyễn Linh biết hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em. Nhìn qua một cái là anh biết là con trai con gái liền á. Rồi liếc qua, bay qua anh biết rồi được từ cái luôn. Vậy mai mốt em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh Quỳ Linh. Bắt đền anh. Dạ. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng á, bắt đền anh. Yên tâm đi. Với kinh nghiệm của anh đây là... thôi nha. Chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị chân thành đó. Thấy chưa? Dạ, chào em. Rồi, chào em. Dạ. Em cao nhiêu? Dạ, mà cao 1m68 ạ. 1m68, tôi phải coi kỹ để nay cô này cô bắt đền chết luôn á. Bắt đền không mai bà mối. Bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng tới 1 năm? Dạ. Lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, đúng rồi. Có kế hoạch mua nhà rồi? Dạ, có. Khoảng bao lâu nữa thì mình mua được? Thì sau khi cưới xong khoảng 1 đến 2 năm lại. 2 năm nữa dạ. Mình mua. Mình có cái điều gì mình không thích ở người bạn gái không? Em thì nếu không thích thì em quan trọng nhất là cái sự thủy chung. Và thủy sống không có giả dối thì em không thích. Thủy chung. Phải nên phải thật thà với nhau. Chỉ mọi tất cả mọi chuyện đều chia sẻ được thì sẽ giải quyết được. Còn nếu mà giấu giếm rồi cái này kia thì em không chịu. Nãy giờ em tưởng tượng cô gái bên đây là người như thế nào? Thì em theo qua cách nói thì em thấy bạn ấy cũng hay cá tính. Nói chung là khi mà đã thật sự mà đã yêu nhau rồi thì những điểm đó thì em nghĩ là không quan trọng nữa. Tại vì có thể em có thể bù đắp cho những khuyết điểm đấy. Rồi, lấy nhau về lập nghiệp ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em thì ngồi kiếm tiền, còn bạn gái thì giữ tiền. Rồi, em nghe rõ hết rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý họ thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Dạ, em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn thân. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các khán giả đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói là Thành bích ước, nhưng mà thật sự là phụ nữ mà cần một sự quan tâm, nếu mà không có được quan tâm thì mình buồn, thì mình khóc, nhưng mà thật sự với cái khóc của Thành là nó không có để cho chi phối cho người khác đâu, mà giống như khóc một mình thôi, chứ
chơi cho vui thôi. Có nghĩa đúng, có nghĩa sau khi khóc đó thì mình vui. Điều phối lại được mình thôi, nên không có gì hết. Khóc rồi tự nín cài. Trong công việc thì rất là tốt, gia đình đó thì là một người đứa con rất là ngoan, dạ, còn người em rất là tốt luôn. Theo chị á, thì chị thấy bạn trai này á, thì lúc đầu nói là quê An Giang á, thì thật sự lúc đi đi thi á là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không có làm một vấn đề. Thành cần một người quan tâm, cần một người giống như che chở cho Thành. Với cái tính của Thành nó cũng có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con lúc nào. Đó không có phải là gọi là tính trẻ con, mà như kiểu khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. Chị thấy thì bạn này thì cũng được. Tùy theo hai em là tìm hiểu thêm như thế nào. Chị thấy thì mặt về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn rồi đó, còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có ship với em. Với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời ship của em. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả trường quay. Tôi tên là Nhã, trưởng phòng quản lý Phương. Về nhận xét về Phương á, thì Phương rất là vui vẻ. Nếu mà tiếp xúc lâu á, thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Ai cần thì giúp đỡ thì Phương rất là nhiệt tình giúp đỡ anh em. Còn về công việc thì Phương là làm việc rất là tốt, là công việc rất là hoàn thành theo đúng tiến độ. Còn về tất cả anh em công ty thì các quý mến Phương. Phương có thể là một người đàn ông của gia đình đấy. Phương thì rất là có nhiều tài lẻ. Phương có thể là giúp đỡ anh em ai cần khó khăn thì Phương rất là nhiệt tình. Còn về bạn gái thì thấy là bạn gái rất là dễ thương. Thì qua cách trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau. Thì anh mong được Phương thức. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau thì chúng ta trò chuyện sẽ trực tiếp với nhau. Mở cửa hàng rào. Đó. Nhẫn cỏ chào em hả hay gì? Dạ, xin phép anh đi với em. Dạ. Anh đưa tay đi. Sao tao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Tính tặng là em hả? Dạ. Dạ em cảm ơn. Đứng đó luôn nào. Dạ em cũng hai có cứ đứng đi. Quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều theo hướng tích cực. Nên em muốn tặng anh lại cuốn sách này. Cuốn sách này là em đã đọc qua rồi chứ không phải sách mới nè. Anh thấy nó cũ thì anh đừng. Anh cảm ơn món quà của em. Dạ. Thì thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc. Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Dạ. Hát luôn, tặng bạn gái luôn. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Lấy cảm tình nào. Bắt đầu. Em hát ca cổ. Đó, nhìn bạn gái hát kìa. Cho mượn tay. Dạ. Cho mượn tay. Nằm lấy tay anh. Sorry. Vô ngon, ngon ngọt, ngọt ngọt nè. Lại, giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nằm lấy tay nhau anh, trước em sau tôi đưa nhau về thăm làng quê yêu dấu. Mười mấy năm qua lạc lòi thân diễn xứ thèm khúc ca dao qua lời ru mẹ hát trong những đêm thâu ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mái tranh ngàn. Quá dữ. Anh thèm được nghe tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín
thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buôn tráng lệ phụ hoa, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Rồi. Hay quá. Thôi ngồi đi bạn. Vừa bị nắm tay là em liền ha. Sao, anh tưởng nào nắm tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn ra bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt không biết rồi. Mà chị hỏi em nè, sao tự nhiên lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy, là ý gì? Em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lớn quá em. Theo anh nghĩ đây là lần đầu tiên và anh cũng muốn để cho nhau một ấn tượng, và đầu tiên là em phải tạo được cái cảm xúc và cái ấn tượng với anh. Anh nghĩ là anh thấy em khi mà mở màn lên thì anh thấy em rất là xinh, và theo cái giọng nói thì cũng rất là ấm áp. Anh nghĩ là cũng đúng cho cái mẫu người mà anh dạ anh, nhưng mà là giá trị như vậy mà á. Cái món quà này là em chuẩn bị sẵn có ý nghĩa gì không? Ý em có dạ, ý nghĩa. Em thì muốn để là một cái dấu ấn đầu tiên. Nếu mà được sau này có thể tiến tới hôn nhân thì đó là cũng một cái kỷ vật để sau này giữa cha và mẹ gặp nhau trên số này vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mở màn lên mà em thấy cái người mà em không ưng trong bụng thì em có móc món quà lại anh tặng không? Đã đến đây em nghĩ là em tự tin ở bản thân mình, và em cảm thấy là bạn nữ cũng thì tính như là em nói tặng, ai sẽ tặng. Nói chung là kéo màn lên ai cũng tặng hết. Dạ. Đúng không? Cái tấm lòng của mình mà dạ, bất kỳ rồi. Ai còn cái điều gì đến nó sẽ đến. Dạ. Đúng không trai? Rồi hiểu rồi ha. Mình bình thường đừng thôi. Có lo lắng chuyện gì cả. Thôi, đây là anh muốn có một cái kỷ niệm trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Không sao cả em. Cô hoang mang, cô cứ nhìn em hoài à. Cô ý là cô thấy món quà nó giá trị cô không dám nhận. Đó, tội nghiệp lắm, thương lắm. Tại không sao hết. Chị. Cái vụ mà chia tay đời qua á. Thì ra là cổ lo chia tay anh đời qua. Trời ơi, sợ chia tay đòi quà, không ai đòi của em anh, đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi nhưng mà mình giữ mình cũng áy náy. Không sao cả. Đây là bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà. Chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không rồi nút á, lúc đó tặng á thì có thể đòi chứ. Bây giờ bạn bè mà đúng không? Bây giờ mình chưa có gì hết á. Hẹn hò đi, bây giờ sao nè? Nói chuyện xong mới có gì nè. Dạ. Lúc nãy em chưa kịp nói hết. Tại vì hồi hộp quá nên em chưa kịp bày tỏ hết. Bây giờ nói. Hồi nãy anh nói là anh là người khá là kỹ tính, sạch sẽ đúng không anh? Nhưng mà em thì em cảm thấy là vậy, em hơi lười á. Hơi bê bối anh. Ví dụ như là những cái nhỏ nhặt thôi, ví dụ như là em ngủ mà trời lạnh quá mà em lười xếp mền á, sáng giờ em lười xếp mền lại á, em chỉ mở nửa cái chân à, mặc dù em rất là lạnh, lòi chân lòi tay á. Không, về vấn đề đó thì anh có thể lo được. Nếu mà về sống chung một nhà thì anh định kéo chân chứ có gì đâu mà khó. Anh có thể chăm sóc em được. Những ngày đó không, ý là em nói là cái đó là một phần của cái sự lười của em á. Lười với lại hơi bừa bộn nữa. Ý anh thấy nói là đó. Lười tức nói không thèm kéo cái chăn nữa đúng không? Không dám mở chăn bự ra để đắp vì sợ sáng mai phải gấp lại. Thì lười kéo cái chăn. Dạ. Với lại chắc đồ đạc trong phòng cũng hơi bề bộn ha. Không chị. Không bề bộn lắm đâu. Chỉ rồi, là tại vì em thấy mẹ em hay la em á, là em lười, nhưng mà nhiều khi em cũng không biết là tại em lười thiệt hay là tại mẹ em quá kỹ tính luôn á. Cho anh hỏi em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có cơm à. Nếu mà bữa đó tinh thần vui hay là xuyên xuyên trong người thì mình chăm chút món ăn thì nó khác. Còn ví dụ bữa đó mà đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy á, nấu cho qua vậy đó. Anh thì anh nghĩ thì nếu mà thật sự về mà cưới nhau rồi á thì em biết nấu ăn thì càng tốt, nhưng anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp hay dù cách bố trí trong nhà thì nói chung là anh ok, anh đảm nhận được. Anh chỉ cần một người nấu ăn, tại vì khi anh làm mệt vậy anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi, tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Dạ. Mặc dù anh làm được. Dạ. Nhưng mà nhiều khi đây là bây giờ là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Sao lại ỷ lại được em? Cái đó là anh nghĩ là tại vì cái gì cũng làm gọi là thói quen. Nhiều khi nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Nhiều khi nghĩ là tại vì lúc độc thân mình khổ quá rồi, bây giờ mình lấy nó về mình phải... Trời ơi, lấy vợ rồi phải lấy ô xin đâu em.
lo anh quá. Anh thấy cái tư tưởng của em á là em hay lo xa quá nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà thật chất á, cuộc sống diễn ra thì em cứ theo tình hình thực tế. Tại vì anh nghĩ á, sống thì mình nên chia sẻ. Nếu mà em thật sự mà em có thương anh hoặc anh có thương em thì tất cả những việc đó không có là vấn đề gì của anh hết. Dạ. Em quên hỏi anh là anh ở quận 7. À anh làm ở quận 7 đúng không? Nhưng mà anh đúng ở rồi. Đâu? Anh cũng ở quận 7 là cũng gần công ty. Vậy thì mình gặp nhau mình hẹn hò như thế nào? Tại vì em không có thích hẹn hò qua điện thoại tin nhắn nữa. Cái đó nó không có thực tế. Vì mình biết là người ta nói vậy, nghe vậy thôi, chứ mình không có biết biểu cảm hay là mình không có quan sát được hết người ta, mình không có cảm nhận được ấy anh. Vâng. Anh thì thứ bảy thì anh chỉ làm buổi sáng thôi. Chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em. Một tuần một lần. Dạ. Có thể một tuần một lần, hoặc nếu mà nhớ quá không về thì có thể một tuần ba lần không chừng. Dạ. Anh có muốn hỏi gì em nữa? Anh thì chỉ hỏi là về quan điểm về tình yêu á thì em nghĩ như thế nào? Với một ít kinh nghiệm cũng có thể dùng được thì em thấy là mình yêu á thì mình nên hiểu nhau nhiều, hiểu nhau, tin tưởng. Quan trọng trong tình yêu theo em là như vậy. Tại vì nhiều khi mình gặp cái người đó mình rất là thích, mình kiểu như là bị bỏ mùa vậy đó. Nhưng mà mình yêu lắm, mình gặp hoài, mình quấn quýt hoài luôn á, nhưng mà mình không có hiểu về người ta. Để khi một khi mà có một cái chuyện gì đó không hay xảy ra ấy, thì hai người sẽ rất là dễ đổ vỡ, tại vì không có tìm được tiếng nói chung. Đúng rồi. Theo anh á thì có những gì mình nên trao đổi thật thò, thật lòng với nhau, rồi mình mới kết nối được hai cái tim với nhau được. Nhưng dạ. Mà hoặc em mà có những gì hơi giấu cháo hoặc không có thích chia sẻ thật lòng á thì nhiều khi một người nam hay một người nữ vậy, em một phút mới mở người kia rất là lo ngại về cái mối quan hệ. Bây giờ anh muốn biết thêm về vấn đề đó thôi. Dạ. Em cũng nghĩ là vậy. Dạ, hôm nay hai bạn gặp nhau cảm nhận về nhau như thế nào? Em á thì lần đầu tiên gặp em thì qua cái nói thì thấy em cũng lanh lẹ, em thì rất là dễ thương. Và nếu mà có đọc cuốn sách này thì anh nghĩ là cái em cũng cảm nhận một phần là có tính cầu tiến và có một cái dự định trong tương lai, thì cũng tương đối hợp với cái sở thích của anh. Bạn gái xin lỗi với em hồi nãy em có tính hay quên ấy, mà em không nào cái vàng đúng không? Dạ. anh giới thiệu lại tên giùm em quá. Anh họ tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phương. Phương. Đúng. Dạ. Em tên gì anh nhớ không ạ? Em tên Thành. Dạ đúng rồi. Em cảm nhận về anh Phương như thế nào? Cái nhìn đầu tiên á thì đúng là anh rất là chín chắn, nhìn có vẻ chín chắn điềm đạm. Đúng như cái tiêu chí mà em đặt ra khi mà tham gia chương trình này. Và thấy có vẻ cũng tình cảm, sống tình cảm. Rồi, hết thời gian. Chúng ta trò chuyện khá nhiều. Một cô gái cũng hơi khó hiểu đấy. Một chàng trai thì rất là giản dị ha, chân thành. Anh nghĩ đây là một mẫu đàn ông của gia đình đó, theo kinh nghiệm nhìn của anh. Còn nếu mà em cảm giác mà có hiểu được cô gái, trái tim có rung động, thì chúng ta bấm nút. Cô gái cũng vậy, nếu mà thấy đây là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Đừng bấm vì tất cả điều gì nha. Coi như cái món quà đó cũng là một cái món quà bình thường thôi. Đừng có nghĩ vì món quà mà chúng ta bấm nút nha. Trái tim ta rung động. Rồi. Và thấy đối phương là người để chúng ta tìm hiểu tiến tới hôn nhân thì ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không có cảm giác gì hết thì chúng ta không bấm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nha. Rồi chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước đi nào. Nắm tay nào. Mày đừng ăn hiếp chàng trai của tôi nha. Em đâu có hung dữ đâu. Không hung dữ nhưng mà anh thấy em sẽ ăn hiếp chàng trai này đấy. Nhìn vậy không phải vậy đâu anh. Vậy không phải vậy ha. Anh này nè,
Hả? Anh này nè. Không, chân thành lắm em. Anh tha, anh cũng có mắt nhìn người lắm, không phải anh bà con gì với anh này đâu, nhưng mà anh thấy ảnh là rất là chân thành luôn. Sắc sảo lắm nè. Em là hơi sắc sảo. Bắt trước sau. Khó hiểu luôn. Nha. Thôi, nói gì thì chúng ta đã có duyên với nhau rồi. Nắm tay nhau thì phải sao nha. Hôn nhau. À, xin phép em chân hôn em. Đấy nha. Không, đâu phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây, chúng ta đã chấp nhận bấm nút, chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân, thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu các bạn. Xin mời hai bạn. Tại sao mỗi lần lên đây chúng tôi lại bắt mọi người hôn nhau như vậy? Chúng tôi muốn đây là một phần minh chứng rằng các bạn bấm nút là thật bằng trái tim của mình, đúng không? Nếu ta bấm không thật thì chúng ta không cần phải hôn nhau. Ở đây không dám hôn nhưng mà vô rạp phim hôn lia liền. Ừ. Rồi, dù sao thì cũng chúc cho hai bạn gặp nhiều may mắn ha. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Và bây giờ là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn. Hệ thống cùng rạp Cinebox 212 chiến thắng sẵn sàng đón các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn, đây là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Đây là món quà đặc biệt dành cho các bạn, đó là một TV cao cấp, đỉnh cao công nghệ smartphone UBC TV trị giá 9 Smart triệu đồng. Smart TV. À, xin lỗi. Đây là một chiếc TV UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV điều khiển bằng giọng nói trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi. Chúng ta hãy tìm hiểu nhau thật kỹ và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm có tin vui báo cho chúng tôi nhé. Rồi, mời các bạn. Rồi, chờ bạn gái đi nữa kìa em trai ơi. Từ từ. Quà tặng nhiều.